Chuyện cãi nhau hay có xích mích xảy ra trong mối quan hệ yêu đương vốn rất bình thường. Tuy nhiên, hành động sau đó của các chàng trai cô gái mới là điều đáng nói. Trong khi có những người chủ động tìm cách hòa giải hoặc lựa chọn im lặng suy nghĩ lại vấn đề, thì một cô gái tại Trung Quốc lại có hành động khá bất ngờ, đó là phi thẳng xe ô tô vào cửa hàng của mẹ bạn trai. Cụ thể, người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên trong cửa hàng đã kể lại như sau: "Tôi đang ngồi trong quán như mọi ngày thì bỗng nhiên có một chiếc ô tô đen dừng ở trước cửa, tưởng là khách vào mua đồ, nhưng ngờ đâu chiếc xe lại phi thẳng vào cánh cửa rồi cứ nhắm theo tôi mà đuổi. Nhìn qua đoạn clip có thể thấy rõ, chiếc xe xịn đã phá tan tành cánh cửa rồi chạy thẳng vào cửa hàng bách hóa. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng có mặt, đồng thời xác định được danh tính chủ nhân của chiếc ô tô lại chính là người yêu của con trai bà chủ. Theo nguồn tin, nguyên nhân mà cô gái có hành động quá khích như vậy là do mới xảy ra xích mích với bạn trai. Sau khi cãi vã, cô gái đã rủ một người bạn đi ăn lẩu và nhậu để vơi bớt nỗi buồn. Tuy nhiên, buồn chẳng thấy bớt, trái lại là càng nhậu càng nhớ người yêu. Cô gái liền gọi cho bạn trai, thì đầu dây bên kia không nhấc máy. Quá tức giận, cô tìm đến cửa hàng bách hóa của mẹ người yêu, nhưng không thấy anh, thế là lao thẳng vào luôn. May mắn cho cô là mẹ anh chàng không có thương tích gì, vậy nhưng cô gái vẫn bị tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc. Câu chuyện của cô gái khiến nhiều cư dân mạng phải dở khóc dở cười. Thế nhưng sự việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều cặp đôi yêu nhau rằng có tức giận đối phương đến mấy, cũng đừng dại dột làm ra những chuyện nguy hiểm như trên, kẻo lại ôm hận về sau đấy nhé.